Xin chào tất cả các bạn, tôi Khôi đây. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn hóa khoa năm sinh ở cung huynh đệ. Lực tác động của hóa khoa trong đầu số là một khâu rất cần phải chú ý, bởi vì hàm các vấn đề rối rắm, phiền phức như trị bệnh, cát hung bất ngờ, gìn giữ tài sản, duy trì mối ràng buộc trong quan hệ tình yêu, vẫn học hành tốt hay xấu, thậm chí quan ti kiện tụng đều cần phải xem đầu mối ở lực tác động của hóa khoa để định hướng phát triển và biến hóa của vấn đề. Do đó, bất luận hóa khoa ở cung nào cũng đều có thể xem nó là thần hộ vệ. Vấn đề là hưởng được hộ vệ khác nhau mà thôi. Nói chung, hóa khoa ở cung huynh đệ là chủ về bảo vệ anh em của mệnh tạo. Nhưng lúc giải thích hiện tượng này cần phải dùng quan niệm kép để phân biệt mệnh tạo và anh em. Mệnh tạo che chở anh em, cho nên vinh dự, danh tiếng là của anh em. Bản thân mệnh tạo ở ngoài phát huy tác dụng của bảo vệ, tức là có ý tượng gặp nhiều sóng gió hung hiểm hơn anh em. Rốt cuộc, hóa khoa ở cung huynh đệ dùng phương pháp so sánh thì anh em có hình tượng nổi bật hơn mệnh tạo, thậm chí tri thức và kiến giải phong phú và vững chắc hơn mệnh tạo. Mệnh tạo nhất định là quý nhân của anh em, trợ giúp anh em. Còn anh em có phải là quý nhân của mệnh tạo hay không thì phải xem tình trạng cung huynh đệ phi hóa mà định. Dưới đây xin tóm tắt các ý tưởng cơ bản của trường hợp hóa khoa năm sinh ở cung huynh đệ như sau. 1. Trường hợp hóa khoa ở cung huynh đệ vì có lực tác động của tứ hóa khiến cung huynh đệ có biến động thay đổi. Thông thường chủ về mệnh tạo không phải là con độc nhất mà có anh chị em. Trường hợp hóa khoa ở cung huynh đệ vì có tính so sánh nên phần nhiều anh chị em trông có khí chất và học vấn hơn mệnh tạo. Thông thường họ có sở học tinh chuyên hay học lực cao hơn mệnh tạo. 3. Hóa khoa chủ về bảo vệ, trật tự hóa. Trường hợp có hóa khoa ở cung huynh đệ là ngầm báo ông trời che chở anh chị em của mệnh tạo, bảo vệ sinh mệnh hay tài sản của họ. 4. Do có tác dụng của trật tự hóa làm cho thông suốt, hòa hợp, nên thường thường anh chị em rất yêu thương nhau. Dù có xảy ra chuyện tranh chấp, cãi vã với anh chị em, rốt cuộc vẫn có thể vãn hồi. 5. Cung huynh đệ còn có hàm ý là kho tiền bạc. Lúc xem xét ở góc độ kho tiền bạc, đương nhiên yêu cầu cung này nên tĩnh, không nên động, mà lực tác động của hóa khoa là bảo vệ, bảo đảm. Nên trong trường hợp ở cung huynh đệ là chủ về tuổi trẻ, tiền túi và tiền để dành của mệnh tạo đã hơn người. Ngoài ra còn chủ về mệnh tạo quản lý tiền bạc khá cẩn thận, hợp lý. 6. Cung huynh đệ còn là cung vị biểu đạt cho mẹ. Trường hợp của hóa khoa xét ở góc độ so sánh, mẹ là người thông tình đạt lý, xử lý việc nhà cũng khá có lớp lang rõ ràng. 7. Cung huynh đệ còn là cầu nối giữa mệnh tạo và cung phu thê, có thể dùng để xem về cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ. Trường hợp có hóa khoa, thông thường song thân của một nửa kia là người thông tình đạt lý, không thủ cữu, sẽ không làm khó mệnh tạo. 8. Lực tác động của hóa khoa phần nhiều sẽ khiến cho bậc trưởng bối chi trợ lực cho mệnh tạo về tình cảm, chứ không phải là tiền bạc. Lúc bậc trưởng bối giúp đỡ tiền bạc thì hầu hết đó là lúc mệnh tạo rất nguy cấp. 9. Cung huynh đệ là cung vị khí số của cung tật hách. Trường hợp có hóa khoa phần nhiều là chủ về bệnh tạng có sức khỏe tốt, có thể chất không tệ, ít khi bị các bệnh như cảm mạo. 10. Vì hóa khoa ở đối cung của cung nô bộc nên sẽ khiến cho nô bộc của bệnh tạng ít có mất ý niệm bất chính trong đầu. Cũng do hóa khoa ở tuyến huynh nô là chủ về bảo vệ, giải ách nên sẽ khiến cho mệnh tạo ít khi gặp trắc, bất trắc, vô cớ bị tổn hại, tổn thất. 11. Cung huynh đệ là cầu nối giữa mệnh tạo và vợ hoặc chồng. Trường hợp có hóa khoa có thể giải đoán là giữa hai người có trò chuyện trao đổi với nhau, cũng không ít cơ hội kết giao bạn bè khác giới mà còn có thể duy trì mối quan hệ vui vẻ. Hơn nữa, thường thường giữa vợ chồng có sự hiểu biết nhau, vì vậy dù không còn tình yêu, hai người vẫn có thể nói lời chia tay một cách tốt đẹp. 12. Cung huynh đệ còn là cung vị giao dịch của cung điền trạch. Trường hợp có hóa khoa lúc mệnh tạo muốn điều phối lại điền trạch của mình, thường thường đều có thể lời khỏi tay mình với giá cả hợp lý mà không bị tổn thất. 13. Bất động sản của mệnh tạo thường thường có vẻ bề ngoài thanh nhã, hoàn cảnh chung quanh cũng không tệ. Phần nhiều số bất động sản của mệnh tạo đều có thể giữ được nguyên giá trị, không bị ảnh hưởng lên xuống của thị trường. 14. Cung huynh đệ là tha cung. Có hóa khoa, chủ về bản thân mệnh tạo không có năng lực xử lý nguy cơ mà thường thường đến giai đoạn thứ hai mới được người khác trợ giúp. Ít nhiều mệnh tạo cũng có mặc cảm bất túc. 15. Hóa khoa cung huynh đệ là mệnh tạo giao cho anh chị em lực tác động của hóa khoa, nhưng không phải anh chị em là quý nhân của mệnh tạo, mà trái lại mệnh tạo là quý nhân của anh chị em. Sau khi trợ giúp và bảo vệ anh chị em rồi, mệnh tạo mới có được cảnh anh em trợ giúp nhau. Trên là thuật các ý tượng cơ bản của trường hợp cung huynh đệ có hóa khoa năm sinh. Nhưng việc sao nào hóa khoa cũng đóng vai trò nặng nhẹ trong quá trình chuyển biến của sự tình. Ví dụ như tử vi hóa khoa và tảo khúc hóa khoa tuy đều có ý nghĩa tiêu tai giải hạn, nhưng do hai sao có sự chênh lệch lớn nhỏ nên ý nghĩa ứng nghiệm cũng khác biệt rất lớn. Lực tác động và kết quả của chúng cũng khác nhau rất xa, nhất là về tốc độ và cách giải quyết vấn đề. Tùy theo tính của sao mà có chỗ khác nhau. Nếu không biết phân biệt tỉ mỉ cách giải quyết vấn đề, rất khó phát triển khả năng luận giải sự tình một cách đúng đắn. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay về hóa khoa năm sinh ở cung huynh đệ xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.